Ê, làm câu cái chị hình học không? Câu này cũng không đơn giản lắm nha. Đường kính AB là 2 nha. Bây giờ mình muốn tính diện tích hình thang thì mình cứ tính chiều cao nha. Đó, mình tính chiều cao. Vì vậy chiều cao này là x đi. Thì mọi người thấy là cái chỗ này vuông. Do góc nội tiếp chấm nửa đường tròn vuông. Và cạnh này là x đi. Chia hai đó. Rồi, mình dùng hệ thức lượng CH bình sẽ bằng FB nhân cho HA. FB B là 2 chữ phần 2, HA sẽ là x cộng cho 2 chữ x phần 2. Rồi, là nhân lên sẽ là như là 4 chữ x bình phần 4. Đó, suy ra CH sẽ là 4 chữ x bình phần 2. Chất ABCD bằng 1 phần 2 BC cộng AB CH. BC là x, AB là 2, đó là 4 chữ x bình phần 2. Mình sẽ ghi thành 4 x cộng 2 bình 4 chữ x bình. Đó, mình nhảy này là 1 phần 4 căn f x đi. Mình có f x thì là x cộng 2 bình 4 chữ x bình. Đặt 2 x cộng 2 ra ngoài nha, tính là 4 chữ x bình. Thì x cộng 2 ở đây đúng bằng thì chúng ta là 4 trừ 2 x thì 2 x bình. Cái này bằng 0 thì tương đương, cái này lớn 0 nha, cái này sẽ là 1 bằng 2, hai loại nha. Tại x bằng 2 thì cái chiều cao nó ngay đây luôn, thì nó không ra hình thang nha. Đó, thì chắc chắn là lúc này cái f mà lớn nhất là ra đây, thấy cái phần 2 là 1 chưa? Đây là 1 phần 4, cả đây là 3 cộng 3. Xem, cái bảng của mình sẽ là x, f phẩy f. Thì không, thì vẫn sai thôi. Rồi,